Xin chào quý vị, Hải Công Minh đang có mặt ở cầu Ông Đạo, gọi là cầu Trần Hưng Đạo bắc qua bờ hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. Khuya ngày 9 tháng 7 2007, bây giờ đã qua 0 giờ, có thể nói là ngày 10 tháng 7 quý vị. Đây là cái bờ đập, bên phải đây là xã Tràng đi về phía thác Cam Ly phía dưới đó. Nhìn sau lưng đây là khu downtown của Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt Bai Nang. Ok, mời quý vị theo Hải Công Minh đi một vòng hồ Xuân Hương chu vi 5 cây số nhé, để xem Đà Lạt lúc 0 giờ như thế nào. Nhiệt độ Đà Lạt bây giờ khoảng 22 độ C. Trời lạnh đó gì, mặc cái áo khoác. Ok, 0 giờ thì chỉ còn những người đam mê Đà Lạt khó ngủ, lỡ hẹn đi ra đường thôi. Khá yên bình như vậy. Hồ Xuân Hương này có tên Xuân Hương là vì trồng hoa mùa xuân, hương thơm của hoa tỏ quanh ngát hồ đó, là hồ Xuân Hương. Và ngày xưa trên hồ Xuân Hương có một cà phê nổi tiếng, đó là cà phê Thủy Thanh. Đây phía trước bên trái gì đây nè, buổi tối thì nó tắt đèn. Đây là hướng vòng về khách sạn Ba Lát Đà Lạt 5 sao là gì? Đó, Đà Lạt Ba Lát bên phải gì đây, một những khách sạn lâu đời nhất của Đà Lạt. Tổng cộng ở đây có 65 phòng. Mỗi phòng đều có kiến trúc khác nhau, mang dấu ấn của kiến trúc thời thuộc địa. Đây là đường hướng về quảng trường của thành phố Đà Lạt, nơi diễn ra các sự kiện truyền hình trực tiếp là diễn ra ở đây này. Với biểu tượng là hoa, nhất là hoa giả quỳ, đó là biểu tượng. Bây giờ buổi tối thì thấy nó hơi mờ mờ ha. Đây bên tay trái mặt hồ Xuân Hương. Nếu đi thẳng đây là đi ra hồ Thanh Thở đó gì, bên trái là sẽ theo bờ hồ. Buổi sáng cái buổi chiều người ta đi tập thể dục đây, đi một tiếng đồng hồ là giáp quanh bờ hồ đó. Ok, trời lạnh quá vậy, chịu hết nổi rồi. Với lại cảnh nó cũng giống giống như vậy nè. Nhớ đây là quanh bờ hồ Xuân Hương, 5 cây số nha. Ok, thank you, good night quý vị. Lạnh quá vậy ơi, chạy nhanh gió nó không.